Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin tại hôm nay của chúng tôi có nội dung như Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi là một câu chuyện buồn, đó là các bạn biết nghệ sĩ Ánh Hoa không? Hôm nay nghệ sĩ Ánh Hoa đã qua đời, làng giải trí Việt chúng ta cũng như làng phim ảnh á, lại mất đi một diễn viên gạo cội. Cụ thể hôm nay sẽ có nội dung như thế này. Nghệ sĩ Ánh Hoa, gương mặt thân quen trong nhiều tác phẩm sân khấu và truyền hình điện ảnh, vừa qua đời lúc 12 giờ ngày 1 tháng 11 tại nhà riêng ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin từ bà Nguyễn Thị Nở là em ruột của nghệ sĩ. Nghệ sĩ Ánh Hoa tên thật là Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1941, là con nhà nội với ba mẹ là cặp nghệ sĩ cải lương Văn Danh và Ánh Nguyệt. Ánh Hoa 7 tuổi đã bước lên sân khấu với vai Na Tra trong gánh hát Tỷ Phượng. Năm 15 tuổi bà trở thành Đào Chánh. Năm 16 tuổi bà kết hôn với nghệ sĩ Minh Trí, được mệnh danh là ông vua sàn xê. Sau đó bà còn làm bầu và cùng ông đi biểu diễn ở khắp nơi. Sau năm 1975, bà về cộng tác tại nhà hát Trần Hữu Trang. Bà nổi tiếng với những vai lão khi tuổi đời còn rất trẻ. Người xem nhớ đến bà với những vai nhũ mẫu như trong Thái Hậu Dương Văn Nga, vai lão bà trong Kiều Nguyệt Nga. Khi sân khấu cải lương đi xuống, bà bán cơm tấm kiếm sống và tham gia khá nhiều MV, phim điện ảnh, truyền hình như Người Tình, Mùi Đu Đủ Xanh, Người Đẹp Tây Đô, Mùa Len Trâu, Đồng Tiền Sương Máu, Giao Thời. Cụ thể, cuộc đời riêng của nghệ sĩ Ánh Hoa chịu nhiều đau buồn khi bốn người con lần lượt qua đời sau khi chồng bà mất. Hai chị em bà nương nhau mà sống trong căn nhà thuê ở đường Trần Xương Soạn, quận 7. Hồi mùa dịch, chỉ còn lai rai đi đốc phim, rồi mới đây chỉ bị tai biến nằm bệnh viện 20 ngày. Về nhà cũng đang tập vật lý trị liệu. Hồi đêm qua chỉ khạc ra máu, tôi sợ quá mới đưa vô bệnh viện. Rồi bác sĩ lại cho về tưởng im, ai dè mới đút cháo cho ăn rồi chỉ ngủ. Quay lên thấy chị khạc ra máu rồi đi luôn. Một mình không thấy em út gì hết, bà nở nghẹn ngào. Tang lễ của nghệ sĩ Ánh Hoa được tổ chức tại số 691/13 Trần Xương Soạn, quận 7 và 6 giờ ngày 3 tháng 11 động quan và đưa đi hỏa táng ở Bình Hương Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, qua đây cùng chia buồn cho gia đình của nghệ sĩ Ánh Hoa thật sự. Và ấy là lúc nhỏ tôi xem là tôi rất thích những vai diễn của bà, toàn là những vai mà nghèo và khắc khổ không à, nhưng mà diễn rất là đặc các bạn. Các bạn có thể lên xem lại các video của cố nghệ sĩ này. Rồi, cảm ơn các bạn.